Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 7 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Các địa phương tăng cường đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19. Huyện Lâm Bình phân công cán bộ dự sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gần dân, hiểu dân. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Pakistan sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải đối phó với lũ lụt. Tổng thống Pháp Macron kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng. Sáng nay tại thành phố Tuyên Quang, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Trung Du và miền núi phía Bắc lần thứ 18 năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Cạn, Điện Biên, Sơn La, đại biểu 14 sở khoa học và công nghệ các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết 96 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn ở địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng này. Phát biểu chào mừng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, tỉnh Tuyên Quang sẽ luôn đồng hành cùng với các nhà khoa học, tạo điều kiện về mọi mặt để ngành khoa học và công nghệ phát triển, từng bước xây dựng mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đi đôi với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với lợi thế của tỉnh. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng ta đã xác định phát triển đất nước phải dựa vào khoa học công nghệ. Phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang cũng xác định đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực, chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong tạo giống, thâm canh, thu hoạch, bảo quản chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, phát triển, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ công, thực hiện giao dịch điện tử và số hóa trong các hoạt động quản lý. Vì vậy, tỉnh Tuyên Quang kính mong Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để khoa học và công nghệ của tỉnh Tuyên Quang nói riêng và các tỉnh trong khu vực nói chung có bước phát triển vững chắc, tạo đột phá, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững trong toàn vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đạt mục tiêu Nghị quyết 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 96 của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ năm 2018 đến nay, có 164 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được triển khai thực hiện tại vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Các đề tài, dự án, tiến bộ kỹ thuật mới được đưa nhanh vào sản xuất đã có phần giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề mang tính cấp thiết, cấp bách, liên vùng liên ngành và có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần đưa Trung Du và miền núi phía Bắc thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện. Trên cơ sở tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, liên kết nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, thủ đô Hà Nội được các đại biểu dành thời gian thảo luận. Đặc biệt là việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, vai trò liên kết tiêu thụ nông sản, chỉ dẫn địa lý, sàn giao dịch điện tử, bảo hộ sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ sẽ đóng vai trò quyết định trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Kết luận hội nghị,
Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đề nghị các tỉnh trong vùng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ, triển khai hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế. Toàn thể các cán bộ công chức ngành khoa học công nghệ xác định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trực tiếp phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng của địa phương. Đồng thời, chú trọng việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ có tính liên vùng, liên tỉnh để giải quyết những vấn đề cấp thiết, quan trọng của vùng, tạo động lực giải pháp phát triển toàn vùng, đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học thực tiễn và sản xuất và đời sống, nâng cao năng lực tiếp thu từng bước đổi mới làm chủ công nghệ trong các ngành, các lĩnh vực, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng và từng địa phương, tiếp tục đầu tư tiềm lực cho các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ, tăng cường liên kết, phối hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực ở từng địa phương và toàn vùng. Tiêm chủng vaccine phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân. Các cơ quan, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành tiêm vaccine để phòng chống dịch. Lãnh đạo chính quyền các cấp phải có trách nhiệm triển khai tiêm chủng để đạt các mục tiêu đã đề ra. Đó là yêu cầu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các huyện, thành phố về đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Cùng dự họp tại điểm cầu Sở Y tế có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của ngành y tế, trên toàn quốc cũng như địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong thời gian gần đây. Cộng với đó là sự lây lan của một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, virus cúm A, nên nguy cơ dịch trùng dịch là rất cao. Tuy nhiên hiện nay, tiến độ tiêm phòng COVID-19 chậm là do người dân có tâm lý chủ quan với dịch bệnh, lo ngại không có căn cứ về tác dụng phụ của vaccine. Các địa phương, ban ngành chưa thực sự quyết liệt vào cuộc trong việc triển khai công tác tiêm phòng. Tính đến thời điểm ngày hôm nay, mùng 7 tháng 9, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 82%, trong đó huyện Hàm Yên đạt 100%, thấp nhất là thành phố Tuyên Quang mới đạt 55%. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt trên 55%. Riêng với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mới có trên 60% trẻ tiêm mũi 2. Huyện có tỷ lệ tiêm thấp nhất là Chiêm Hóa, sau đó đến thành phố Tuyên Quang. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương yêu cầu các trường học, các địa phương thực hiện rà soát danh sách để chuyển về cơ quan y tế để theo dõi, đôn đốc việc tiêm phòng COVID-19. Phê bình các ngành trong thời gian qua thực hiện việc làm sạch dữ liệu, cập nhật số lượng tiêm chưa triệt để. Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến khá phức tạp, số ca mắc và tử vong hiện nay đang tăng. Những biến thể mới làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt vào cuộc để nhanh tiến độ tiêm chủng, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân đi tiêm chủng, coi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân. Phát động được cao điểm huy động người dân đi tiêm chủng từ nay đến ngày 15 tháng 9. Mục tiêu đặt ra, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên 70% được tiêm mũi 2. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt trên 80%. Người trên 18 tuổi trên 90% tiêm mũi 3. Trước hết, cần rà soát cụ thể đến từng đối tượng, theo dõi từng tổ dân phố, cơ quan, trường học, địa phương, giao trách nhiệm cho người đứng đầu về tỷ lệ tiêm chủng tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Ngành Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học rà soát số học sinh chưa tiêm mũi 1, mũi 2, thực hiện mỗi trường là một điểm tiêm. Ban quản lý các khu công nghiệp bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng cho công nhân trong khu công nghiệp. Ngành Y tế chịu trách nhiệm về cung cấp vaccine và đảm bảo nguồn nhân lực để thực hiện tiêm cho người dân. Lãnh đạo chính quyền các cấp phải có trách nhiệm triển khai tiêm phòng và coi đây là một nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm để đạt các mục tiêu đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế Tuyên Quang, tính từ tháng 7 đến nay, thành phố Tuyên Quang luôn đứng gần cuối cùng trong các huyện, thành phố về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Nghịch lý là tại sao? Là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, nhưng tỷ lệ tiêm phòng của thành phố lại khá thấp so với yêu cầu đặt ra. Mặc dù nơi đây có các bệnh viện lớn, các trạm y tế cũng được trang bị khá đầy đủ. Ngay trong sáng ngày hôm nay, phóng viên chúng tôi đã có mặt tại một số trạm y tế các xã phường và các điểm tiêm chủng của thành phố để tìm hiểu về vấn đề này.
Tại trạm y tế phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, sáng nay trên 120 học sinh của trường tiểu học Phan Thiết đang được tiêm phòng COVID-19. Ngay trong những ngày đầu tiên của năm học mới, nhà trường đã rà soát, lập danh sách những học sinh đủ điều kiện tiêm, chưa tiêm trong những đợt trước để đề nghị trạm y tế phường thực hiện tiêm phòng COVID-19 đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Tình hình dịch bệnh hiện nay thì tôi có con cháu bé năm nay đã 8 tuổi rồi, nhưng mà chính do là con cũng mới bị COVID nên là đến nay mới đủ điều kiện để đi tiêm, và tôi cũng rất mong muốn để cho con đi tiêm để trong trường này để đảm bảo an toàn để cho cháu đi học và phòng chống dịch tốt hơn ạ. Con chuẩn phòng chống dịch để con còn đi học khỏe mạnh như các bạn ạ. Trong cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì cái việc tiêm phòng cho con rất là cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho các con và tránh được những cái hậu quả nghiêm trọng do cái virus COVID-19 gây ra. Chuẩn bị cho năm học mới thì nhà trường đã phối hợp với trạm y tế tiêm COVID cho học sinh. Phụ huynh cùng nhà trường đã phối hợp mà cho con đi tiêm rất là đầy đủ. Tuy nhiên không phải điểm tiêm nào cũng đông người như trạm y tế phường Phan Thiết. Tại trạm y tế phường Hưng Thành ngày hôm nay không tiến hành tiêm vì số lượng người dân đăng ký rất ít. Theo lãnh đạo trạm thì ngày mai mới tiến hành tiêm cho khoảng hơn 20 người. Ba trạm y tế của các xã An Khang, Thái Long và Lưỡng Vượng đã tổ chức thành một cụm tiêm. Nhưng lượng người dân đến tiêm rải rác. Mặc dù ba xã này nằm trong số xã có tỷ lệ người tiêm chưa cao của thành phố Tuyên Quang. Trên địa bàn xã Thái Long thì người dân thì số cũng chủ quan và cũng có những cái suy nghĩ hiểu chưa đúng. Nên trạm y tế đã phối hợp với tổ với ủy ban chính quyền địa phương và tổ COVID cộng đồng thực hiện xuống tại nhà để vận động nhân dân đi tiêm. Liên lạc với lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang, chúng tôi được biết tại thành phố số lượng người dân đăng ký tiêm ít, lẻ tẻ, các phường tổ dân phố chưa rà soát lên danh sách cụ thể nhu cầu và đôn đốc người dân đi tiêm. Vì vậy số lượng người dân đi tiêm phòng những ngày gần đây rất ít. Thành phố đang có nguy cơ không tiêm hết lượng vaccine được phân bổ. Tại cuộc họp trực tuyến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo các huyện thành phố về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh được tổ chức sáng nay, lãnh đạo thành phố Tuyên Quang cũng đã thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân của việc tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 thấp. Bên cạnh tâm lý của người dân còn chủ quan thì có trách nhiệm của người đứng đầu là chưa đôn đốc sát sao trong công tác tiêm chủng, đặc biệt là chưa rà soát, lập danh sách cụ thể để có những biện pháp vận động người dân đi tiêm. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố đang tăng nhanh. Đặc biệt là khi đã và đang tổ chức một loạt các sự kiện đón lượng lớn du khách, nguy cơ bùng phát dịch là hiện hữu. Và tỷ lệ tiêm chủng càng thấp cũng có nghĩa là thành phố Tuyên Quang đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh càng cao. Xin được chuyển sang các thông tin thời sự khác. Vào chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mastersize đã tổ chức trao hỗ trợ và khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn. Dự chương trình có các đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, đề án xóa nhà ở tạm rốn nát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đề ra mục tiêu hoàn thành việc làm mới trên 5.500 nhà. Sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nhà tài trợ có ý nghĩa thiết thực giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu nhân văn này. Tại chương trình, 14 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ neo đơn đã được hỗ trợ tiền làm nhà trị giá 50 triệu đồng một hộ. Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hưng Vượng khẳng định Tuyên Quang luôn quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nhà tài trợ, trong đó có tập đoàn Mastersize tiếp tục có các chương trình hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang làm mới và sửa chữa nhà ở, giảm nghèo bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương trong việc quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. Nhân dịp này, các đại biểu và nhà tài trợ đã dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết và thăm mô hình trồng cây ăn quả tại thôn Tân Bình, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác hỗ trợ thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới. Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2016. Chương trình có 3 hợp phần gồm cấp nước nông thôn và vệ sinh nông thôn,
nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình với tổng kinh phí được phân bổ trên 253 tỷ đồng. Về cấp nước nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 21 trên 26 cụm công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Đã xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 154 công trình cho 114 trường học, đạt 100% kế hoạch. Hỗ trợ đầu tư xây dựng gần 8.000 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình. Thực hiện đầu tư xây dựng 42 công trình cấp nước và vệ sinh các trạm y tế. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc tồn tại liên quan như giải ngân nguồn vốn, sự phối hợp giữa các cấp, ngành liên quan, công tác quản lý công trình cấp nước. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang yêu cầu các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng các công trình, triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả, phấn đấu đến hết năm 2022 cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hiện nay nhu cầu xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Mong muốn Ngân hàng Thế giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cho tỉnh. Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới kiểm tra tiến độ khắc phục sự cố rò rỉ nước thải ra môi trường và kiểm tra quy trình xử lý rác thải chôn lấp tại bãi rác Nhữ Khê, huyện Yên Sơn. Thực hiện thông báo kết luận số 88 ngày 31 tháng 8 năm 2022 của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục sự cố rò rỉ nước rỉ rác tại khu xử lý rác thải xã Nhữ Khê, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tập trung chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang thu gom lượng nước rỉ rác chưa qua xử lý vào hồ chứa mới. Hiện tại tình hình rò rỉ nước rỉ rác đã được kiểm soát. Ngày 1 tháng 9 năm 2022, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có cuộc đối thoại với nhân dân thôn Đồng Cả, xã Nhữ Khê, trả lời trực tiếp người dân 4 vấn đề chính được đề cập. Trong đó, thể hiện rõ khoảng cách từ ranh giới quy hoạch khu xử lý rác thải tới nơi ở của các hộ dân, khắc phục sự cố rò rỉ nước thải chưa qua xử lý, đảm bảo quy trình chôn lấp rác thải đúng quy định và một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn. Kiểm tra thực tế tiến độ khắc phục sự cố tại hiện trường, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang yêu cầu huyện Yên Sơn tiếp tục chỉ đạo việc thi công theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sự cố tại bãi rác thải xã Nhữ Khê theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang thực hiện nghiêm quy trình xử lý chôn lấp rác và xử lý nước thải đúng cam kết tại cuộc đối thoại của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với nhân dân ngày 1 tháng 9 năm 2022. Có sự giám sát của chính quyền xã và tổ giám sát cộng đồng khu dân cư. Áp dụng việc sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học để xử lý nước thải, đảm bảo các chỉ tiêu nước khi xả thải ra môi trường. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, cấp ủy chính quyền xã Nhữ Khê tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới nhân dân về việc đã cơ bản khắc phục sự cố rò rỉ nước rỉ rác chưa qua xử lý ra môi trường, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo sự an tâm để người dân sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế. Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ đường phố sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi. Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn cần được mỗi người dân thực hiện, nhất là trong những ngày lễ hội Trung thu này. Rạng sáng, khi những mô hình rồng khổng lồ tạm nghỉ, đường phố không còn tiếng ồn ã, những công nhân môi trường lại trở về với công việc của mình. Họ phải đi sớm hơn và cũng phải về muộn hơn. Bình thường thì 3 giờ chúng tôi đi, nhưng có thể là trong lễ hội Trung thu là 2 giờ sáng chúng tôi đã phải đi rồi. Sau những buổi tối diễn diễu mô hình, thức giấc mỗi người sẽ thấy thành phố sạch hơn. Điều ấy sẽ nhắc nhở mỗi người về công việc thầm lặng của những người lao công quét rác. Để những hình ảnh thiếu văn minh như thế này sẽ không còn lặp lại. Để mỗi người ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Và trên hết là việc giáo dục ý thức, hình thành thói quen, nhân cách tốt đối với trẻ nhỏ ngay từ hôm nay. Trên đường phố vẫn còn hơi nhiều rác thải của mọi người đi chơi Trung thu ạ. Em có cái mong muốn là mỗi người đi chơi Trung thu sẽ giữ gìn thành phố Tuyên Quang trong dịp lễ hội thêm xanh sạch đẹp ạ. Mong là mọi người hãy tham gia ngày lễ này một cách thật là chỉnh chu và sẽ không xả rác ra môi trường. Mỗi người để gọn ra một nơi quy định nó đỡ tốt hơn cho những người lao công. Những người lao công vất vả chứ, lễ hội này thì là vất vả hơn nhiều. Đấy, nên mỗi người đi chơi lễ hội thì cần có ý thức hơn. Có nhiều cách để thể hiện tình yêu với thành phố quê hương. Mỗi người hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ, bỏ rác đúng nơi quy định. Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ thành phố ngày càng văn minh và thanh lịch hơn.
Sáng nay, Ban dân tộc tỉnh phối hợp với huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại hội nghị, gần 100 đại biểu đã được phổ biến triển khai các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm để tham gia tổ chức thực hiện tại địa phương đạt hiệu quả cao, qua đó nâng cao năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, đưa các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi vào cuộc sống. Cũng trong sáng nay, huyện Yên Sơn đã tổ chức liên hoan ca múa nhạc các dân tộc huyện năm 2022. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội văn hóa các dân tộc và Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn lần thứ 3 năm 2022. Không gian liên hoan có 23 đội văn nghệ với 350 diễn viên quần chúng đến từ các xã thị trấn, biểu diễn các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương Tuyên Quang, Yên Sơn. Đặc biệt, các tiết mục sinh ca cao lan, hát then, đàn tính, hát giao duyên của dân tộc Dao, múa dân tộc Lô Lô, múa khèn, đàn môi dân tộc Mông, thu hút đông đảo khán giả theo dõi cổ vũ. Liên hoan là dịp giao lưu học hỏi, giao thoa văn hóa để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tích cực quảng bá phát triển tiềm năng thế mạnh du lịch trên địa bàn huyện. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng lễ đón nhận bằng ghi danh thực hành then của người Tây Nùng Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Ở huyện vùng cao Lâm Bình, một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo đó là đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ trên cơ sở bám sát và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực. Ở chi bộ thôn Khởi Trang, xã Xuân Lập, nơi có 100% đảng viên là người dân tộc Mông, Dao, được Đảng bộ xã đã phân công các đồng chí trong ban chấp hành dự sinh hoạt cùng chi bộ, hướng dẫn việc chuẩn bị, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt theo phương châm cầm tay chỉ việc. Hai năm nay, Xuân Lập đều duy trì phân công cán bộ xã đến dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Nhờ đó mà những hạn chế tồn tại này đã phần nào được khắc phục. Công tác nắm tình hình, sâu sát với cơ sở và xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ đảng viên với nhân dân được đẩy mạnh. Sau khi chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên, khả năng tổ chức sinh hoạt của bí thư chi bộ được nâng lên thì cái khả năng quy tụ của bí thư chi bộ và sự đoàn kết của tập thể chi bộ là được thống nhất, các cái nội dung chủ trương của cấp ủy chính quyền là được chi bộ tổ chức họp thống nhất để triển khai cho người dân thực hiện. Từ đó là các cái chủ trương, các cái mục tiêu, các kế hoạch thì được chi bộ cụ thể hóa, xong được nhân dân đồng tình ủng hộ và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Đảng bộ huyện Lâm Bình hiện có 27 tổ chức cơ sở đảng với gần 3.600 đảng viên. Từ khi triển khai thực hiện đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đến nay đã có trên 400 lượt cán bộ thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, gần 300 lượt cán bộ công chức cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy, trên 2.100 lượt cấp ủy viên cơ sở dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Với những chi bộ còn vướng mắc trong sinh hoạt chuyên đề, đảng viên được phân công dự sinh hoạt đã có những gợi mở để chi bộ lựa chọn nội dung cho phù hợp, sát thực, mang lại hiệu quả. Ban chấp hành đảng bộ huyện là phân công các đồng chí được phân công phụ trách ở các chi đảng bộ cơ sở và dự sinh hoạt ở chi bộ thôn bản tổ dân phố và chi bộ cơ quan. Và đối với đảng ủy cơ sở thì họ cũng phân công các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách các chi đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy để hướng dẫn triển khai thực hiện cái đề án 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn bản tổ dân phố. Họ đã lựa chọn căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, họ lựa chọn nội dung thiết thực cho phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ thôn bản hoặc cơ quan đơn vị để phù hợp để áp dụng cho cái vấn đề chuyên môn hoặc là liên quan đến cái công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc sinh hoạt chi bộ và chuyên đề ở các chi bộ đảng trên địa bàn huyện Lâm Bình này đã được duy trì nề nếp hơn, tuân thủ theo đúng quy định của điều lệ đảng và hướng dẫn của trung ương. Nội dung các buổi sinh hoạt đã có nhiều đổi mới, cơ bản khắc phục được tính hình thức, đơn điệu, đồng thời đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Việc triển khai thực hiện đã được gắn với nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đôn đốc đối với các đồng chí cấp ủy viên
đối tượng các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ và cấp ủy viên cấp cơ sở, họ sẽ tổ chức dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở để có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo sát với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị mà chấn chỉnh những chi bộ yếu kém để hướng dẫn họ để tổ chức thực hiện tốt cái đề án 16 và chỉ thị 01. Từ việc phân công cán bộ đảng viên trực tiếp theo dõi, tham gia sinh hoạt cùng các tổ chức đảng cơ sở mà thời gian qua ở Lâm Bình đã khắc phục được tình trạng quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Đồng thời để mỗi cán bộ đảng viên được giao nhiệm vụ nắm chắc tình hình, tư tưởng cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân và những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở. Từ đó thông tin kịp thời với cơ quan, các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giám sát, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp năm học 2022, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật và Công nghệ Tuyên Quang đã tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên. Ngay từ sáng sớm, các em học sinh sinh viên trúng tuyển hệ cao đẳng trung cấp đã có mặt tại trường để làm thủ tục nhập học. Không chỉ có học sinh trên địa bàn tỉnh, năm học này số lượng học sinh sinh viên từ các tỉnh như Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang tham gia học tập tại trường tăng hơn so với những năm trước. Nên nơi tôi nhìn thấy này thì tôi cũng cảm thấy rằng về cơ sở vật chất nên tất cả các thứ trong để bảo đảm cho cái năm học. Để tạo điều kiện cho các học sinh sinh viên có môi trường học tập tốt, nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đầy đủ, khu ký túc xá, đáp ứng nhu cầu ở nội trú cho 350 em. Năm học này nhà trường có 700 tân học sinh sinh viên học tập ở các ngành nghề trung cấp, cao đẳng. Cho cái đón học sinh mới, nhà trường chuẩn bị các cái điều kiện từ cơ sở vật chất, giảng đường, trường thực hành và ký túc xá đảm bảo cho người dân yên tâm khi đưa con học ngày tại trường, được học trong môi trường tốt nhất. Với việc đổi mới công tác tuyên truyền tuyển sinh nên số lượng học sinh đăng ký theo học các ngành nghề tại trường cao hơn năm học trước, góp phần xây dựng nhà trường thành trường trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Tin trong nước, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hội nghị gặp gỡ kiều bào hồi hương, thân nhân kiều bào chủ đề trở về quê hương đóng góp xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Theo thống kê, khoảng 40% đồng bào ta ở nước ngoài có xuất thân và có liên hệ với thành phố Hồ Chí Minh. Ước tính khoảng hơn 2 triệu người. Tính đến nay có khoảng hơn 3.000 doanh nhân kiều bào đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh với số vốn hơn 45.000 tỷ đồng. Trước nhu cầu nguyện vọng của kiều bào muốn về nước định cư gia tăng, trong thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có nhiều chính sách để hỗ trợ cho đồng bào muốn hồi hương làm việc và sinh sống. Hội nghị gặp gỡ kiều bào hồi hương thân nhân kiều bào năm 2022 tiếp tục cập nhật đến bà con kiều bào, thân nhân kiều bào các quy định pháp luật mới xoay quanh vấn đề hồi hương, đồng thời giải đáp các thắc mắc, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kinh nghiệm của kiều bào khi về Việt Nam sinh sống, làm việc, đầu tư kinh doanh. Trong văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, Bộ yêu cầu các trường khi thực hiện quy hoạch dồn ghép trường, lớp cần ưu tiên dồn ghép các trường tiểu học có quy mô nhỏ với nhau, có thể bố trí điểm trường, có thể thành lập trường tiểu học liên xã, liên phường, không thành lập trường liên cấp mầm non tiểu học. Đối với các trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu đảm bảo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó đặc biệt quan tâm đến khối phòng học tập, khối phụ trợ cần bố trí thành phân khu riêng biệt cho từng cấp học. Các phòng học bộ môn cần được bố trí riêng biệt cho các cấp học, ngoại trừ các phòng có thể dùng chung cho một số môn học. Tin quốc tế, Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Pakistan sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải đối phó với lũ lụt. Trước đó một ngày, Liên Hợp Quốc đã thiết lập một cầu hành lang để vận chuyển hàng viện trợ cho nạn nhân các vùng lũ. Theo thống kê, hơn 33 triệu người tại Pakistan bị ảnh hưởng trong mùa mưa lũ năm nay, với số lượng trận mưa gió mùa nhiều kỷ lục do biến đổi khí hậu. Các trận lũ đã khiến ít nhất 1.325 người thiệt mạng, trong đó có 466 trẻ em, cuốn trôi nhiều nhà cửa, hàng quán, đường xá và nhiều cây cầu.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hơn 1.460 trung tâm y tế đã bị phá hủy, trong đó 432 trung tâm bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước lũ, phần lớn ở tỉnh Sindh, miền đông nam Pakistan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi cắt giảm mạnh 10% mức sử dụng năng lượng ở nước này trong những tuần và tháng tới. Việc cắt giảm 10% mức sử dụng năng lượng nói trên nhằm tránh nguy cơ phân bổ và cắt điện trong mùa đông này tại Anh, trong bối cảnh căng thẳng với nhà cung cấp năng lượng Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng việc tiết kiệm năng lượng bắt buộc có thể phải được xem xét trong những tháng tới nếu những nỗ lực tự nguyện không đủ. Ông Macron cho biết các kế hoạch phân bổ năng lượng đang được chuẩn bị trong trường hợp cần thiết và việc cắt giảm sẽ diễn ra như một biện pháp cuối cùng. Thủ tướng Pháp vào cuối tuần trước cũng đã cảnh báo về việc phải cắt điện luân phiên 2 giờ mỗi ngày trong mùa đông tới ở nước này nếu không tìm ra biện pháp giải quyết. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.